đại gia gặp đại hạn sau đốc tở thành Vũ Trung Nguyên cũng bị họa đất vùi. Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ của cà phê Trung Nguyên rất nổi tiếng là đại gia khiến báo giới đã hao tổn khá nhiều bút mực trong thời gian vừa qua. Từ việc kiện cáo ly dị với vợ cũ cho đến những câu nói trở thành trend của xã hội rằng tiền nhiều để làm gì. Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là một đại gia sưu tầm siêu xe nổi tiếng Gần đây không biết vô tình hay cố ý mà mạng xã hội đã nổi lên tin đồn Ông Vũ hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vi Tin đồn này vẫn không thấy ông Vũ lên tiếng Chỉ thấy cô Hoa hậu phản bác Phản bác là lẽ bình thường Đó là phản ứng tự vệ của những người dính vào tin đồn Ông Trần Quý Thanh cũng bị còng tay giải đi vì tham ăn đất Mới đây báo chí trong nước cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang xử lý trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê suối xanh ở thành phố Buôn Ma Thuột do công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Được biết ngay từ năm 2016, ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi đó đã ký quyết định chấp thuận cho Trung Nguyên đầu tư dự án khu đô thị suối xanh với diện tích 45 ha chia làm hai giai đoạn. Sau đó một năm vào tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc quyết định giao không qua đấu giá cho hơn 19,3 hecta đất giai đoạn 1 cho công ty Trung Nguyên. Theo quy định, thời điểm xác định giá đất phải cùng với thời điểm giao đất. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã giao đất trước một năm sau thì mới định giá. Điều kỳ lạ là một năm sau nữa, vào tháng 10 năm 2018, tỉnh Đắk Lắc lại cho khảo sát giá đất một lần nữa, nhưng giá đất sau lại còn thấp hơn giá đất trước. Trung Nguyên cũng Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh đều là công ty sản xuất. Tuy nhiên, vì lòng tham mà ông Trần Quý Thanh đã nhảy sang mảng đất đai và đã bị đất vùi lấp, khiến giờ này ông Trần Quý Thanh đang phải ngồi tù. Đất đai dễ làm giàu thật nhưng nó cũng vùi dập không ít đại gia. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhảy sang lĩnh vực đất đai và cũng đã gặp rắc rối to. Đặng Lê Nguyên Vũ rất thành công trong ngành sản xuất cà phê thương phẩm. Tuy nhiên có vẻ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đang bước theo vết xe đổ của cha con ông Trần Quý Thanh. Ông Trần Quý Thanh chỉ dính đến đất đai của dân, còn Đặng Lê Nguyên Vũ đang dính đến sai phạm đất đai liên quan đến quyết định của quan chức cấp tỉnh, nên rủi ro cao hơn rất nhiều. Xem ra năm 2023 là năm đại hạn cho các đại gia, tình hình kinh doanh của Novaland Novel Home, SunCrop vân vân hiện nay đang gặp vô vàn khó khăn. Khó khăn nhất là huy động vốn, đất đai và vấn đề mà thanh tra chính phủ thường hay rất soi và soi nhiều nhất. Vậy nên tại gia nào từng bắt tay với quan chức làm sai thì coi chừng bị quẳng vào lò chung với họ. Các ngành sản xuất mới là trụ cột cho nền kinh tế. Xây dựng được doanh nghiệp loại này là người có khả năng thực sự. Loại doanh nghiệp này chậm tăng trưởng nhưng thường bền vững những nền kinh tế mạnh của châu á như nhật bản hàn quốc hay đài loan đều dựa vào sản xuất không một cường quốc nào giàu lên bằng bất động sản cả ngành bất động sản thì quốc gia nào cũng có nhưng không quốc gia nào bị phụ thuộc vào nó quá nhiều như ở việt nam nhiều tiền để làm gì câu hỏi được đặt ra mà sao ông đặng lê nguyên vũ lại lao vào lĩnh vực đất đai đầy rủi ro nguy hiểm đến thế làm giàu bằng bất động sản kiểu Việt Nam là loại hút máu. Những đại đa gia ấy đã lấy đất giá bèo của người dân, của đất nước, rồi xây dựng nhà cửa, thổi giá chất ngất để mà làm giàu. Muốn thành công ở ngành này thì hoặc là phải cấu kết với quan chức, hoặc dừng sức mạnh đồng tiền như cách ông Trần Quý Thanh chèn ép người khác. Cách làm này có thể mang lại nhiều món lợi lớn trước mắt, nhưng nó tiềm ẩn mối nguy lâu dài. Bởi đó là những cách làm ăn thất đức và thậm chí là không đúng với pháp luật. Ông Trần Quý Thanh gặp rắc rối với đất đai từ nhiều năm trước và giờ đây ông ấy đã phải ngồi tù. Ông Lặng Lê Nguyên Vũ cũng tương tự, nhưng vấn đề từ năm 2016, 2017 đến nay đã bị khui ra. Có lẽ ông Vũ sẽ là một Trần Quý Thanh thứ nhì bị họa đất vùi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin Đại gia gặp đại nạn sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên bị họa đất vùi. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch thưởng chàng ngố bị ăn vạ. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam đã đón tiếp toàn quyền Úc David Hockley. Đây là buổi diễn và tiếp nguyên thủ quốc gia bình thường như bao cuộc đón tiếp khác tuy nhiên điều đáng nói, lời nhắn mà ông võ văn thưởng gửi đến toàn quyền úc trong đó có đoạn như sau đề nghị úc tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia quản lý xuất nhập cảnh chống di cư bất hợp pháp kiểm soát xử lý các cá nhân tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ úc để tiến hành hoạt động chống phá việt nam lời đề nghị dở hơi của ông chủ tịch nước võ văn thưởng thứ nhất úc không có trách nhiệm bảo vệ việt nam ai chống phá việt nam đó là chuyện riêng của việt nam không phải là trách nhiệm của úc khi đảng cộng sản đàn áp tôn giáo đàn áp tự do ngôn luận những quốc gia dân chủ đề cập đến vấn đề này thì đảng cộng sản việt nam lại nói rằng đó là việc nội bộ của việt nam cái gian trá của đảng cộng sản việt nam là khi họ khủng bố người dân trong nước quốc tế lên tiếng thì họ nói là chuyện nội bộ của họ khi họ không thể đàn áp người việt nam ở nước ngoài thì họ lại bảo nước ngoài đàn áp dùm họ. Vậy thì chuyện nào mới là chuyện nội bộ của Việt Nam đây? Điều thứ nhì là những người Việt Nam ở hải ngoại không hề chống phá Việt Nam, họ chỉ chống Đảng Cộng sản Việt Nam khi nó làm những điều sai trái. Như vậy, lời nói của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết hoặc ông Chủ tịch nước quá ngây ngô, hoặc ông gian xảo, đánh cháo khái niệm. Một trò mang bản chất của người khôn danh ở Việt Nam đã được Đảng áp dụng triệt để. Lời nói của ông Võ Văn Thưởng được báo chí bàn tán xôn xao một thời gian, làm phơi ra bộ mặt của ông chủ tịch nước cho bản dân thiên hạ cùng tưởng thưởng. Úc là một quốc gia văn minh, có độc lập, có tự chủ, có dân chủ và nhân quyền. Họ không như Đảng Cộng sản Việt Nam cứ phải e sợ phương Bắc. Ngay cả với đất nước Trung Quốc có dân số gấp 56 lần dân số Úc mà họ cũng chẳng ngán gì. Họ chỉ làm những việc mà họ cho rằng đúng. Vậy lý do gì bóng chủ tịch nước Việt Nam lại bảo toàn quyền Úc rằng Úc phải lo cho Việt Nam đây. Ông chủ tịch nước Việt Nam hoặc rốt nát hoặc non nớt khi so sánh với các nguyên thủ trên thế giới. Úc đã vả vào mặt Võ Văn Thưởng Sau khi toàn quyền David Hockley thăm Việt Nam không lâu, Úc phát hành đồng tiền xu 2 đô la mới nhân dịp kỷ niệm cuộc chiến tại Việt Nam. Tổ chức một quân đội Úc sát cánh cùng với quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ chiến đấu cho một nền tự do, tuy rằng nền tự do đó không thể giữ được, nhưng họ lại tự hào là họ đã làm nhiệm vụ cao cả đó. Đây là trách nhiệm quốc tế vì một thế giới tiến bộ. Được biết, trên đồng tiền ấy, Úc có in hình chiếc trực thăng UH-1 nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam, điều đặc biệt là nước Úc in cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trên đồng xu này. Lá cờ này hiện nay là đại diện của người Úc gốc Việt và cũng là lá cờ của tự do, của văn minh đối với Việt, Việt Nam tại hải ngoại. Nước Úc đã từng hy sinh xương máu trên nền tự do của Việt Nam, nay họ in lên đồng xu lá cờ mà họ từng chiến đấu để bảo vệ nó. Đấy là quyền của chính phủ Úc. Đấy là chuyện nội bộ của nước Úc. Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc với khách quốc tế thường xuyên mà chân còn dính phèn Mark Lenin việc nước Úc cho in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đồng tiền 2 đô la của họ cho thấy Úc đã vả vào mặt anh khờ Võ Văn Thưởng một cú rất đau. Một người đã leo đến chức chủ tịch nước mà hoàn toàn mù tịt với đâu là danh giới giữa về quyền và nghĩa vụ của Việt Nam và quốc tế. Trước đây người ta chê ông Nguyễn Xuân Phúc là anh hai lúa làm chủ tịch nước. Tuy nhiên, đấy chỉ là phong cách của ông cựu chủ tịch nước, chứ ông cựu chủ tịch Phúc không hề ngây ngô như ông Võ Văn Thưởng bây giờ. Võ Văn Thưởng thuộc thế hệ 7X mà lại hoàn toàn mồ tịt với những giá trị mà thế giới văn minh đang bảo vệ. Thật tội nghiệp cho một ông nguyên thủ quốc gia và buồn cho một dân tộc với gần 100 triệu dân. Dân tộc Việt Nam đâu có thua kém dân tộc khác về trí tuệ mà sao phải để một anh khờ đại diện cho mình. Nó thật là bi kịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chủ tịch thưởng chàng ngố bị ăn vả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d